lược phần đầu việt là một chiến sĩ giải phóng quân xuất thân từ một gia đình nông dân có mối thù sâu nặng với mỹ ngụy ông nội và bố việt đều bị giặc giết hại mẹ việt vừa phải vất vả nuôi con vừa phải đương đầu với những đe dọa hạch sách của bọn giặc cuối cùng cũng chết vì bom đạn gia đình chỉ còn lại việt chị chiến thằng út em chú nam và một người chị nuôi đi lấy chồng xa truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình và những đau thương mất mát nặng nề do tội ác của mỹ ngụy gây ra đối với gia đình việt đều được chú năm ghi chép vào một cuốn sổ của gia đình việt và chiến hăng hái tòng quân đi giết giặc việt nhỏ tuổi đồng đội gọi thân mật là cậu tư anh rất gắn bó với đơn vị đặc biệt là với tiểu đội trưởng tánh như tình ruột thịt ở anh luôn luôn sôi nổi một tinh thần chiến đấu quyết lập được nhiều chiến công để cùng trị chiến trả thù cho ba má. Trong trận chiến đấu ác liệt tại một khu rừng cao su, Việt đã hạ được một xe bọc thép của địch nhưng bị thương nặng và lạc đồng đội. Việt ngất đi tỉnh lại nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại, dòng hồi ức lại đưa anh trở về với những kỷ niệm thân thiết đã qua. Kỷ niệm về má, chị chiến, chú Nam, về đồng đội là anh Tánh. Việt tỉnh dậy lần thứ tư, trong đầu còn thoáng qua hình ảnh của người mẹ. Đêm nữa lại đến, đêm sâu thăm thẳm, bắt đầu từ tiếng dế gáy u u cao vút mãi lên. Người Việt như đang tan ra nhẹ nhẹ, ước gì bây giờ lại được gặp má. Phải, ví như lúc má đang bơi xuống, má sẽ ghé lại, xoa đầu Việt, đánh thức Việt dậy, rồi lấy xong cơm đi làm đồng để ở dưới xuồng lên cho Việt ăn nhưng mấy giọt mưa lất phất trên cổ làm Việt choàng tỉnh hẳn. Một sự vắng lặng như từ trên trời lao xuống chạy từ cổ Việt. Lan dài cho tới ngón chân. Việt có một mình ở đây thôi ư? Ừ. Câu hỏi bật ra trong đầu Việt rồi dội lại trong từng chân lông kẽ tóc. Cái cảm giác một mình bật lên một cách rõ ràng nhất. Mênh mông nhất, trong đêm thứ hai này. Khi Việt cảm thấy không còn bò đi được nữa khi những hình ảnh thân yêu thường kéo đến rất nhanh rồi cũng vụt tan biến đi rất nhanh chỉ vì một cành cây gãy một giọt mưa rơi trên mặt hoặc một tiếng động nhỏ của ban đêm việt muốn chạy thật nhanh thoát khỏi sự vắng lặng này về với ánh sáng ban ngày gặp lại anh tánh níu chặt lấy các anh mà khóc như thằng út em vẫn níu chân chị chiến nhưng chân tay không nhấc lên được bóng đêm vắng lặng và lạnh lẽo bao trùm lấy Việt. Kéo theo đến cả con ma cụt đầu vẫn ngồi trên cây xoài mồ côi và thằng chỏng thụt lưỡi hay nhảy nhót. Trong những đêm mưa ngoài vàm sông, cái mà Việt vẫn nghe các chị nói hồi ở nhà. Việt nằm thở dốc, một loạt đạn súng lớn văng vẳng dội đến ẩm ý trên ngọn cây. Rồi loạt thứ hai, Việt ngóc dậy, rõ ràng không phải tiếng pháo lẫnh lãng của giặc. Đó là những tiếng nổ quen thuộc gom vào một chỗ, lớn nhỏ không đều, chen vào đó là những dây súng nổ vô hồi vô tận. Súng lớn và súng nhỏ quyện vào nhau như tiếng mõ và tiếng trống đình đánh dậy trời dậy đất hồi đồng. Khởi, đúng súng của ta rồi. Việc muốn gieo lên, anh tánh chắc ở đó. Đơn vị mình ở đó. Chà, nổ dữ, phải chuẩn bị lựu đạn xung phong thôi. Đó, lại tiếng hụp hùm chắc là một xe bọc thép vừa bị ta bắn cháy. Tiếng súng nghe thân thiết và vui lạ. Những khuôn mặt anh em mình lại hiện ra. Cái cằm nhọn hoắt ra của anh tánh. Nụ cười và cái nheo mắt của anh công mỗi lần anh động viên Việt tiến lên. Việt vẫn còn đây, nguyên tại vị trí này. Đạn đã lên nòng, ngón cái còn lại vẫn sẵn sàng nổ súng. Các anh chờ Việt một chút. Tiếng máy bay vẫn gầm rú hỗn loạn trên cao nhưng mặc xác chúng, kèn sung phong của chúng ta đã nổi lên. Lựu đạn ta đang nổ rộ. Việt đã bỏ đi được một đoạn. Cây súng đẩy đi trước. Hai cùi tay lôi người theo. Việt cũng không biết rằng mình đang bỏ đi nữa. Chính trận đánh đang gọi Việt đến. Phía đó là sự sống. Tiếng súng đã đem lại sự sống cho đêm vắng lặng. Ở đó có các anh đang chờ Việt. Đạn ta đang đổ lên đầu giặc Mỹ những đám lửa dữ dội và những mũi lê nhọn hoắt trong đêm đang bắt đầu sung phong. Ngày má chết rồi, ý nghĩ đi bộ đội cũng thôi thúc Việt như vậy. Nhưng hồi đó rắc rối hơn đêm nay bò tới mặt trận nhiều. Việt vừa ngỏ lời ra, chị Chiến đã giành đi trước. Hai đứa lớn đòi đi hết, còn thằng út em mới 10 tuổi. Làm sao, Việt đi đâu chị Chiến cũng dòm chừng. Coi Việt có bọc quần áo theo không? Chị nói tao lớn tao mới đi. Mày còn nhỏ, ở nhà phụ làm với chú Nam. Qua năm hãy đi. Việt đá trái dừa rụng dưới chân xuống mương cái đùng. Bộ mình chị biết đi trả thù à? Hồi đó má nói cho tao đi. Mày ở nhà làm ruộng với má. Trọng trọng rồi đi sau. Má nói hồi nào? Má chết rồi. Không biết ai mà phân chứng. Nhưng chị Chiến vẫn không chịu. Việc này đâu có nhường được chị sang vận động chú nam trong đêm meeting để ghi tên thanh niên tòng quân trước mặt bà con cả xã đèn sáng rực anh cán bộ của huyện đội vừa dứt lời cả hai chị em việt giành nhau chạy lên tôi tên là việt anh cho tôi đi bộ đội với chị chiến đứng sau việt thở đề nghị mấy anh xét cho nó là em tôi mà cái gì nó cũng dành đôi chân mày rộng của anh cán bộ cứ nhướng lên giữa chán không hiểu chuyện gì, bà con cô bác ở dưới bàn tán lao sao? Anh cán bộ hỏi Việt, hai em là chị em ruột. Dạ, nhà em ở ấp 1, em 18, chị chiến em 19. Việt dòm chị, mình đứng đâu có thua chị, tuy tóc chị có cao hơn mình một chút thật. Chị chiến nói, đến Tết này nó mới được 18 anh à, em nói để em đi trước, nó ở nhà thủng thẳng để chú năm em thu xếp rồi hãy đi mà nó không chịu anh cán bộ nhìn hai bộ mặt bầu bầu cùng một khuôn có hai cái chót mũi hơi hớt lên của chị em việt rồi cười ba má có đi đây không em dạ không ba má em chết rồi chị chiến nói thêm cho rõ anh cán bộ đã cầm viết rồi lại đặt xuống từ dưới sân chú năm bước lên chú nheo mắt nhìn chị em việt rồi nói với anh cán bộ. Tôi xin có một câu với đồng chí huyện đội. Hai đứa cháu tôi nó một lòng theo đảng như vậy. Tôi cũng mừng. Vậy xin trên cứ ghi tên cho cả hai. Việc lớn ta tính theo việc lớn. Còn việc thỏn mòn trong nhà tôi thu xếp khác xong. Đêm ấy thanh niên ghi tên tòng quân đông lắm. Cũng ngay đêm ấy, về tới nhà, trước khi ngủ, chị chiến từ trong buồng nói với ra với Việt chú năm nói mày với tao đi kỳ này là ra chân trời mặt biển. Xa nhà thì dáng học chúng học bạn, thù cha mẹ chưa trả mà bỏ về là chú chặt đầu. Việt Lan cành ra ván, cười khì khì, chị có bị chặt đầu thì chặt chớ chừng nào tôi mới bị. Tao đã thưa với chú năm rồi, đã làm thân con gái ra đi thì tao chỉ có một câu. Nếu giặc còn thì tao mất, vậy à, chà chị chiến bữa nay nói in như má vậy. Cũng ở trong buồng mà nói với ra. Cũng nằm với thằng út em. Ở trên cái giường đó. Việt nói. Chị biết vậy sao hồi nãy chị ngăn tôi. Người ta 18 rồi mà nói chưa. Hồi đó má tính tuổi cho mày chớ bộ tao tính ha. Nhà dây cửa ra sông. Trong đêm vui náo nước này. Đom đóm từ ngoài dạng bần cũng kéo vào đầy nhà chúng bay chớp chớp như giò trên nóc rồi xả xuống trước mặt việt chị chiến cũng không ngủ được sắp tới đây biết bao nhiêu chuyện phải lo ngay bây giờ cũng bao nhiêu chuyện phải nhớ cả chị cả em cùng nhớ đến má hình như má cũng đã về đâu đây má biến theo ánh đom đóm trên nóc nhà hay đang ngồi dựa vào mấy thúng lúa mà cầm nón quạt đêm nay dễ gì má vắng mặt má cũng phải về dòm ngó coi chị em việc tính toán việc nhà làm sao chớ. Chị Chiến lại nói với ra, đúng là cái giọng dành giọt tiếng nào ra tiếng nấy, mai mày viết thư cho chị hai biết nghe. Sắp đi tới nơi mà còn bắt viết thư. Thôi tao viết, chị hai là con nuôi của má. Cha mẹ chị cũng vì một tay thằng Tây mà chết. Hồi ba dắt về trao cho má. Chị mới 9 tuổi, ốm nhom một mảng tóc bị bom xăng làm cháy còn xém như đuôi bò chị lớn tuổi hơn chị chiến nên má đặt chị là thứ hai sống với gia đình được mấy năm thì một người chú bà con của chị xuống xin chị về dưới biển rồi chị lớn lên lấy chồng công tác luôn dưới đó sau này mỗi năm đôi ba lần chị lại vượt cánh đồng mấy chục cây số lội qua mấy chục đồn bót giặc về thăm má thăm em trừ mắc công tác thì thôi còn thì trời sập chị cũng về cứ một mình một nón mà đi có bữa về dầm mưa trắng hết mặt mũi chơi với em được một buổi chiều ăn bữa cơm ngủ với má một đêm hừng đông lại tất tưởi đi sớm chị chiến lại nói giọng còn rành giọt hơn cả hồi nãy bây giờ chị hai ở xa chị em mình đi thì thằng út sang ở với chú năm chú nuôi còn cái nhà này ba má làm ra đó thì cho các anh ở xã mượn mở trường học. Chú Năm nói có con nít học EA à, có gì nó quét dọn cho. Thằng út cũng học ở đây. Mày chịu không? Việt chụp một con đom đóm úp trong lòng tay. Sao không chịu? Dường ván cũng cho xã mượn làm ghế học. Nghen. Hồi đó má dặn chị làm sao? Giờ chị cứ làm y vậy. Tôi chịu hết. Má dặn tao hồi nào? giờ còn có tao với mày thôi nếu đồng ý thì nôi ly chén đĩa cuốc vá đèn soi với nơm để gửi chú năm chừng nào chị hai ở dưới biển về làm dỗ má chị có muốn lấy gì thì chị trở về dưới nghen tôi nói chị tính sao cứ tính mà chị chiến cựa mình làm như chị nghĩ ngợi lung lắm phải chị thở dài rồi kêu thằng út dậy đi đái nữa thì giống hệt như má vậy chị lại nói, lần này không gọi Việt bằng mày, mà bằng em và xưng chị, còn năm công ruộng hồi trước mấy chú cấp cho ba má. Giờ mình đi mình trao lại chi bộ đặng chia cho cô bác khác mần. Nghen, hai công mía thì chừng nào tới mùa, nhờ chú năm đốn, để dành đó làm đám dỗ ba má. Em cũng ừ nghen, ừ, còn bàn thờ mà em tính gửi đâu gửi sang chú năm cho thằng út nó coi chừng hay là để chị hai về đem đi. Việt khẽ ngóc đầu lên dòm bàn thờ. Từ nãy giờ đang mải với ý nghĩ má đã về nghe chị hỏi. Việt lại tin má đã về ngồi đâu đó thật. Mình đi đâu thì má đi theo đó, chớ lo gì mà lo. Vậy thì ba má không theo con thì theo ai? Nhưng mà cũng phải tính cho đâu ra đó chớ. Đem bàn thờ sang gửi chú năm. Em có ư ừ không? ừ mà hồi đó má dặn chị vậy hả má có biết má chết đâu mà dặn việt xảy chân ra giường vậy mà nói nghe in như má vậy chị chiến hứ một cái cóc rồi trở mình may mà chị không bẻ tay rồi đập vào bắp vế than mỏi chị nói tao cũng lựa ý nếu má còn sống chắc má tính vậy nên tao cũng tính vậy đúng rồi hèn chi chị nói nghe thiệt gọn vậy mà hồi nãy còn giành đi với mình việt nghĩ vậy rồi ngủ quên lúc nào không biết sáng hôm sau nghe chị chiến nói chú năm cứ ngồi y trên ván nhìn hai cháu thiệt lâu một lát chú nói khôn việc nhà nó thu được gọn thì việc nước nó mở được rộng gọn bề ra thế đặng bề nước non còn nít chúng bay kỳ đánh giặc này khôn hơn chú hồi trước chú cười đưa mấy ngón tay cứng còng chùi mắt. Đây rồi tao giao cuốn sổ gia đình cho chị em bây. Gọi là giao vậy chớ đưa cho bây rồi bây lội đùng đùng qua sông là hư hết. Gọi vậy chớ tao vẫn giữ. Tao sẽ ghi cho hai đứa bây từng ngày. Trong lúc chị chiến xuống bếp nấu cơm. Việt đi câu ít con cá về làm bữa cúng má trước khi rời bàn thờ sang nhà chú. Còn một mình ở nhà trên. Chú Năm lại cất tiếng hò không phải giọng hò trong trẻo trong đêm bay ra hai bên bờ sông rồi dội lại trên cái ghe heo trèo mướn của chú câu hò nổi lên giữa ban ngày bắt đầu cất lên như một hiệu lệnh dưới ánh nắng trói trang rồi kéo dài từng tiếng một vỡ ra nhắn nhủ tha thiết cuối cùng ngắt lại như một lời thề dữ dội cúng mẹ và cơm nước xong mấy chị em chú cháu thu xếp đồ đặc rời nhà Chị chiến ra đằng giữa sân. Kéo cái khăn trên cổ xuống. Cũng sắn tay áo để lộ hai bắp tay tròn vo sạm đỏ màu cháy nắng. Rồi dùng cả thân người to và chắc nịch của mình nhấc bổng một đầu bàn thờ má lên. Việt ghé vào một đầu. Nào, đưa má sang ở tạm bên nhà chú. Chúng con đi đánh giặc trả thù cho ba má. Đến chừng nước nhà độc lập con lại đưa má về. Việt khiêng trước, chị chiến khiêng bịch bịch phía sau nghe tiếng chân chị việt thấy thương chị lạ lần đầu tiên việt mới thấy lòng mình rõ như thế còn mối thù thằng mỹ thì có thể sờ thấy được vì nó đang đè nặng ở trên vai hai chị em khiêng má băng tắt qua dãy đất cây trước cửa men theo chân vườn thoảng mùi hoa cam con đường hồi trước má vẫn đi để lội hết đồng này sang bưng khác lược phần cuối trình cùng tiểu đội đi suốt ba ngày mới tìm được việt trong một lùm cây rậm và suýt nữa thì bị ăn đạn của cậu tư bởi dù đã kiệt sức không bò đi được nữa nhưng một ngón tay việt vẫn đang đặt ở cò súng đạn đã lên nòng và anh tưởng là quân địch tới nếu trình không lên tiếng ngay có lẽ việt đã nổ súng việt được đưa về điều trị tại một bệnh viện giã chiến sức khỏe dần hồi phục anh tánh dục Việt viết thư cho chị chiến kể chiến công của mình. Việt nhớ chị chiến, muốn viết thư nhưng không biết viết sao. Việt cũng không muốn kể chiến công của mình vì tự thấy chưa thấm gì với thành tích của đơn vị và những ước mong của má.